À, đây là giò cào nhỏ. Đấy, một đầu giò, một đầu cào nhỏ. À, đây là cào to. Đây là cào hai đầu. Các bạn chú ý, hàng chính hãng bao giờ cũng ghi Vinamassage diện trần.com mà có số điện thoại. Mặt sau thì có ghi diện trần điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu. Các bạn chú ý là những cái hàng nhái thì nó sẽ không bao giờ có trang website, không bao giờ có số điện thoại. Nó chỉ ghi là Vinamassage TC hoặc là gì đó thôi. Đó. Thế cái công dụng của cái cào này như nào? Thì cái cây cào nhỏ này mình sẽ dùng để cào khắp vùng mặt hoặc là dùng trong các đồ hình 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Đặc biệt là mình dùng để cào để hạ sốt. Mình hạ sốt bằng cách nào? Mình sẽ cào từ đầu cung mày đến cuối cung mày có khoảng 10 cái hai bên, sau đó cào hai bên tóc mai. Đó. Còn cái cào to này á, thì mình sẽ cào khắp da đầu. Đó. Ở trên vùng trán, cào trên vùng mặt giúp lưu thông khí huyết, làm giảm stress, các cơn đau đầu, nhức đầu, huyết áp, chữa mất ngủ, rụng tóc. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng cây cào như nào? Thì các bạn thấy này, cái cây cào hai đầu này thì nó gộp của hai cây cào lại với nhau thôi. Thì các bạn có thể mua riêng rẽ từng cây một. Nếu các bạn chưa có cây giò thì các bạn dùng cái cây này. Còn các bạn nếu mà có đầu giò rồi thì các bạn mua cái hai đầu này cho nó tiện. Đó. Còn mình thì mình vẫn thích là dùng riêng rẽ như này thì nó tiện hơn. Đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chi tiết là cào trên mặt, trên đầu. Cái giò cào các bạn này, cái đầu giò này mình để ấn trên mặt. Cứ thấy điểm đau thì mình ấn vào giữ trong vòng 1 phút. Còn cào này mình cào từ đầu cung mày cuối cung mày 10 cái, xong đổi sang bên này, xong hai bên này khoảng 10 cái dùng để hạ huyết áp, hạ sốt. Đó. Còn cái cào này mình có thể cào khắp da mặt để làm đẹp da. Đấy, hoặc cào lên các vùng phản chiếu đồng ứng để chữa các bệnh liên quan đến nội tạng. Đó. Ví dụ các bạn bị tiểu đêm thì các bạn cào hai bên vùng mép miệng này khoảng 30 cái. Đó. Đó. Cào vùng này 30 cái, một ngày cào 3 đợt như vậy hoặc là tối trước khi đi ngủ các bạn cào. Đó. Thì nó sẽ giúp cho cái việc chữa bệnh tiểu đêm nhá. Rồi, chúc các bạn cái cào lớn các bạn này. Các bạn sẽ cào trên đầu nhẹ nhàng, đặt vuông khóc với da đầu, cào khắp da đầu như thế này. Cào kín vùng da đầu đó. Hết 10 vòng các bạn cào như thế đó, khoảng một vòng này, hai vòng này, ba vòng, cào khắp khoảng 10 vòng như vậy có tác dụng là giảm đau đầu này, chữa các bệnh liên quan vùng đầu này, giảm stress này, căng thẳng mệt mỏi này, chống rụng tóc này, chống mặn tóc.